Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh đang bước vào giai đoạn suy yếu, nhưng toàn miền Bắc vẫn còn rất, vùng núi rất đậm, có nơi vẫn còn rất hại. Đến trưa chiều, miền Bắc trời hứng nắng nhẹ nên nhiệt độ cũng tăng lên một chút. Dự báo trong đêm nay, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng rất buốt. Mức nhiệt ở vùng núi tiếp tục nhích nhẹ trong khoảng từ 6 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Còn ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng từ 9 đến 12 độ. Sáng đến ngày mai, miền Bắc sẽ bắt đầu ngày mới với tiết trời nắng ngay từ sớm và nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh. Cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ đều tăng lên mức từ 18 đến 21 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và sáng ngày mai, ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế còn có mưa rải rác, còn các khu vực khác ít mưa và nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế cũng tăng lên mức từ 17 đến 20 độ, trời vẫn còn rát. Không khí lạnh suy yếu nhưng ở phần phía nam của miền Trung, vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa trong đêm nay và sáng ngày mai, mưa lại tăng lên nhiều nơi. Nguyên nhân là do khối không khí biển với đới gió đông đang lắng vào đất liền. Nhiệt độ trong ngày mai ở phần phía nam đều Hải Vân giảm nhẹ ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định với nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, trời lạnh. Còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ. Lùi xuống khu vực phía nam, không khí lạnh cũng đã tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm cả hai khu vực này đều giảm, trời rét về đêm và sáng. Sáng đến trưa chiều mai, cả hai khu vực này trời có nắng nhưng cường độ nắng yếu. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ với ngưỡng nhiệt từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Nam, biển Đông, vùng biển phía Tây, huyện đảo Trường Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ đêm nay, cường độ gió trên khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần,